Chào mọi người đã cùng đến với kênh YouTube của anh Nguyễn Anh Tuấn. Và ngày hôm nay thì Khánh Hoài rất là vui khi là đồng hành cùng với anh trong với một vai trò rất là khác. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không có phải là một cái chương trình sự kiện như là bao nhiêu những chương trình khác, mà sẽ là một cái buổi mà chúng ta cùng trò chuyện và cùng Hòa và cùng với các bạn sẽ cùng là lắng nghe những cái kiến thức mà anh chia sẻ trong cả một cái khoảng thời gian rất là dài. Anh đã có rất là nhiều kinh nghiệm về mảng đầu tư và đã tạo ra rất là nhiều những cái thương vụ lợi nhuận đem lại cho các nhà đầu tư ở rất là nhiều cái phân khúc, đặc biệt là những thị trường đó là Khánh Hòa, là Sài Gòn và Tây Ninh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với cái cuộc trò chuyện của ngày hôm nay nha. Chào anh Tuấn. Chào Khánh Hòa. Dạ, lâu lắm mới gặp em. Dạ, cảm ơn anh đã mời em trong cái buổi mình trò chuyện ngày hôm nay ở trên kênh của mình. Em thì ở vai trò rất là nhiều vai trò khác nhau, thì em được đồng hành cùng với anh cũng rất là nhiều trong những cái chương trình về bất động sản, về những cái dự án. Em cũng là một trong những nhà đầu tư, cũng chia sẻ với mọi người là Hòa cũng là một trong những cái nhà đầu tư từ một cái dự án của anh Tuấn. Một cái phân khúc lúc đó em đầu tư là em vẫn còn nhớ là một cái dự án của Nha Trang. Và sau 3 năm thì Hòa cũng đã có lời từ cái dự án đó và phải mua lời chứng thực. Hòa nghĩ là một trong những tâm lý của những nhà đầu tư như Hòa chẳng hạn, khi mà tìm đến một đơn vị nào đó, tìm đến một chuyên gia nào đó hay như là anh Tuấn, thì Hòa luôn luôn nhìn vào thứ nhất là cái kiến thức của anh là nó đủ sâu và rộng chưa, thứ hai là độ uy tín, thì anh Tuấn có hội tụ được tất cả những cái điều đó và có những cái sự phân tích rất là rõ ràng và chi tiết để cho nhà đầu tư có thể hiểu là khi mà mình đầu tư vào cái phân khúc này và cái dự án này, hay là mình mua cái ngôi nhà này, cái đất nền này, thì cái tính thanh khoản của nó là bao lâu, rồi nó sẽ mang lại cho mình cái nguồn đầu tư như thế nào, mình muốn đầu tư ngắn hạn hay dài hạn, đúng không ạ? Thì anh Tuấn có thể chia sẻ rõ hơn về cái câu chuyện của anh, đó là vì sao anh lại chọn về bất động sản, và ở cái thời điểm hiện tại á, thị trường đang bắt đầu trụng và đi xuống rồi, thì anh có những cái lời khuyên như thế nào cho nhà đầu tư? Chắc là mình bắt đầu từng ý nhỏ với nhau đi ha. Ok, cảm ơn MC Khánh Hòa, một MC rất là nổi tiếng trong cái giới bất động sản ở Khánh Hòa. Hầu như các dự án lớn nhỏ, các sự kiện đều có mặt của MC Khánh Hòa. Và ngày hôm nay rất là vui mừng trên kênh YouTube Nguyễn Anh Tuấn có được sự xuất hiện của MC xinh đẹp, tài năng và rất là hột ngôn. Xin chào em lần nữa. Thế thì đến với bất động sản anh chỉ là một cái duyên thôi. Là anh vào nghề từ ngày 22 tháng 1 2015. Lúc đó là được một cái lời mời của một người anh rất là thân thiết với mình. Thời điểm đó ảnh mời mình 2 năm. Thì khi đó anh em tham gia BNI là tổ chức referral cùng với nhau. Thì ảnh mời mình 2 năm, thì lúc đó mình mới suy nghĩ và mình quyết định làm bất động sản. Và cái duyên mà mình đến với bất động sản đó là mình làm về dòng nghỉ dưỡng. Tại vì những năm 2015 thì tại Khánh Hòa rất là nổi tiếng với những cái dự án nghỉ dưỡng của chủ đầu tư Vingroup, của Tram Oxit, của Maple và rất nhiều dự án khác. Mình làm nghỉ dưỡng được 1.5 năm là 18 tháng. Thì sau đó thì từ cuối 2018 mình chuyển qua một phân khúc, đó là đất nền vùng ven. Vì tại mỗi thời điểm, mỗi con người đến với bất động sản nó sẽ là cơ duyên. Giống như Khánh Hòa mới vừa nói, đó là cách đây vài năm Khánh Hòa mua một cái sản phẩm bất động sản từ Tuấn. Tức là nếu như trước đó Khánh Hòa đã từng mua một cái thì là cơ duyên của Khánh Hòa với người trước đó. Còn nếu như mà cái bất động sản vừa rồi mà Khánh Hòa là mua đầu tiên thì cái cơ duyên là Khánh Hòa mua từ anh Tuấn. Đó. Thì anh Tuấn cũng đến với bất động sản từ một cái người anh. Chứ lúc đầu mình đâu biết gì đâu. Mình xuất thân là một cái người lúc thời điểm đó là mình làm về đào tạo. Công ty đào tạo khai tọa chuyên về mảng phát triển bản thân và các kỹ năng. Thì cơ duyên đưa mình đến với bất động sản. Để rồi dần dần mình đi qua nhiều cái phân khúc, từ nghỉ dưỡng tới đất nền vùng ven, rồi từ Khánh Hòa mình lại đi vào Tây Ninh, mình lại làm đất vùng ven ở Tây Ninh, và sau đó hiện nay thì mình vừa làm ở Tây Ninh vừa làm Khánh Hòa, lại thêm một cái mảng phân khúc đó là nhà phố ở quận Bình Tân và quận 12 Sài Gòn. Và trong mỗi cái thời điểm nó sẽ có những cái phân khúc rất là trend. Và trong mỗi cái nhu cầu đầu tư của nhà đầu tư thì nó có những cái dòng sản phẩm mà là nó là nhu cầu cơ bản. Ví dụ như một lô đất để an cư, một lô đất để tích trữ tài sản, một lô đất để lại cho con cái, hoặc là một cái nhà để mình có thể sống an cư lạc nghiệp, và dần dần nó lên nữa là ngôi nhà mơ ước thứ hai, thứ ba. Nó là những cái căn hộ nghỉ dưỡng, nó là một cái biệt thự. Thì nó tùy vào cái tính cách của cái nhà đầu tư đó, nó tùy vào độ tuổi, thành công, tài chính, thói quen, sở thích và nhà đầu tư đó đang ở đâu để họ chọn một cái sản phẩm bất động sản phù hợp. Thì câu chuyện thì hiện thị trường hiện nay đó là
tháng 8 2023 với nhiều cái biến đổi của thế giới, từ câu chuyện chiến tranh, từ câu chuyện Covid, từ câu chuyện suy thoái, từ những yếu tố vĩ mô, và đặc biệt là đang chuẩn bị sắp tới là một cái nhiệm kỳ chính trị mới, thì nó có những cái thay đổi. Và chu kỳ bất động sản là 10 năm có một, thì từ những 2013 tới giờ 2023, và hiện nay tôi thấy rằng đây là cái giai đoạn rất nhiều thử thách cho nhà đầu tư và cho môi giới, đòi hỏi nhà đầu tư phải khôn ngoan hơn, phải có nhận định tốt hơn. Tuy nhiên thử thách luôn song song với cơ hội, giống như Warren Buffett ông nói là gì ạ, khi thủy triều rút, người nào bơi mà không mặc quần biết liền. Thì giai đoạn này là giai đoạn nó có nhiều cái cơ hội hết, vì ai đó đầu tư cũng đi tìm đáy cả, ai cũng muốn tìm sản phẩm ngợp cả. Đây là cái lúc mà cái quyền năng đàm phán nó nằm trong cái người mua cao nhất, chứ không phải là người bán. Vì thế nếu như lúc này mà bản thân Tuấn đi mà không kẹt những cái trong cái những cái tài sản bất động sản của mình, thì chắc chắn lúc này lúc Tuấn đi tìm mua và tích trữ, vì đây là cái giá rẻ nhất thì mình có thể mua và đợi. Nhưng đây là giai đoạn dành cho nhà đầu tư, không dành cho nhà đầu cơ. Nhà đầu cơ là những người mà mua bán bất động sản dưới 2 năm đổ lại, còn những nhà đầu tư là từ 3 năm, 5 năm và 10 năm. Tuấn dùng cái từ rất rõ là giai đoạn này dành cho những nhà đầu tư đi tìm những sản phẩm ở đấy, và nhà đầu tư có tiền nhàn rỗi, thay vì để ngân hàng thì để trong những cái bất động sản có giá trị. Còn cụ thể để bất động sản nào thì lát nữa tôi sẽ nói thêm. Dạ. Nếu mà chúng ta có những câu hỏi chuyên sâu về cái câu chuyện chọn lựa bất động sản đầu tư. Dạ. Nhưng Tuấn thấy rằng thời điểm này là cái thời điểm mà nhà đầu tư nên giữ lửa, môi giới nên giữ lửa, giám đốc sàn nên giữ lửa, thị trường nên giữ lửa, bởi vì sau bóng tối sẽ là ánh sáng. Dạ đúng rồi. Mọi khó khăn rồi sẽ qua đi, rồi cơ hội luôn ở trước mặt ta, và chúng ta sống là sống cho hôm nay và đi tới ngày mai. Dạ. Và cảm nhớ về quá khứ. Dạ đúng. Nhưng không thể nối tiếc nó mãi. Rồi dạ, xin cảm ơn Khánh Hòa. Thực tế đã nói, đại cũng đã chứng minh là chúng ta cũng đã thấy là thị trường bất động sản nó giống như là hình zig zag vậy, có lúc lên có lúc xuống. Và bản thân em thì cũng là một nhà đầu tư khoảng 6-7 năm nay, em bắt đầu tìm hiểu thị trường. Thì em nhớ cái thời điểm mà cách đây 5 năm về trước á, nó cũng thị trường nó cũng bắt đầu đã chững lại như thế này, và mọi người bảo đấy thì rồi mua đi Hòa ơi. Thì em thời điểm đó em còn rất là mới, và thứ hai là em cũng chưa có nhiều mối quan hệ. Đi khi mà khoảng cách đây ba năm trước cái thời kỳ Covid á, là thời kỳ em phải nói là đỉnh cao của cái thị trường bất động sản, nhất là ở khu vực Nha Trang, Khánh Hòa. Thì bắt đầu thị trường bất động sản nó sôi lên và bùng lên và cảm thấy rất là phát triển, rất là mạnh mẽ vậy. Và chúng ta có thể thấy ở trên thị trường đâu đâu cũng thấy các cái sàn bất động sản, đội ngũ sale hoạt động hết công suất nhưng vẫn không đủ hàng để mà bán cho khách hàng, đúng không ạ? Thì em thấy là nếu mà thời giai đoạn đấy, cái đó mới có 1-2 năm thôi, nếu như mọi người không bắt đáy và không nắm bắt cái cơ hội đó thì lấy đâu ra hàng mà bán khi mà thị trường đi lên. Thì ở cái thời điểm này, khi mà đã trải qua thời gian và em công việc nó cũng mang cho em những cái cơ hội để em có thể biết được nhiều thông tin hơn, biết được nhiều nguồn thông tin hơn, thì em thấy rằng là một trong những cái lý do mà để có nhà đầu tư đưa ra được những cái quyết định đúng đắn nhất á, thì ngoài những cái yếu tố cảm quan về những cái tìm hiểu của cá nhân mình ra á, thì mình phải có một chuyên gia để mình lắng nghe, hay nói đúng hơn là có một cái người mà mình cảm thấy rất là tâm đắc và uy tín mà trong cái nghề. Giống như là em thì em cảm thấy anh Tuấn rất là tâm đắc, mọi vấn đề mà em quyết định đầu tư hay em mua cái gì là người đầu tiên em nghĩ đến về chuyên gia về bất động sản là em nhớ đến ngay anh Nguyễn Tuấn. Là em sẽ mở kênh, một trong những cái kênh, không biết quý vị thì thường là theo dõi từ những cái kênh nào. Hòa thì Hòa rất là đơn giản thôi. Đó là đầu tiên, một là mình có thể gọi điện hay nhắn tin cho ảnh, hai là mình theo dõi qua kênh Facebook. Em thấy anh chia sẻ và cập nhật rất là nhiều những cái năng lượng tích cực, những cái kiến thức của anh và những cái hiểu biết của anh về bất động sản lên trên đó. Và em cứ vào đó em xem, thì em thấy là bây giờ mọi người đang bảo là mọi người cứ dò đáy thì không biết thực sự luôn. Nếu như chúng ta biết á, đây là đáy rồi hay là hết đáy rồi thì chắc là ai cũng giàu rồi phải không ạ? Nhưng mà chúng ta biết được là cái thời điểm nào là phù hợp để mà chúng ta xuống tiền và đầu tư. Như anh dùng từ rất là hay, đầu tư và đầu cơ, đây có lẽ là hai cái khái niệm mà nhà đầu tư đã là dùng từ là nhà đầu tư ở trong ngoài kép, thì ai cũng là người đủ thông minh và khôn khéo để nhận biết cái điều khác biệt này, để mà biết là sử dụng cái đồng tiền làm sao cho thông minh và hiệu quả, phải không ạ? Thì với cái kinh nghiệm đó của anh, ở cái thị trường hiện tại mà anh đang theo và anh hiểu rất là rõ là Nha Trang, là Sài Gòn và là Tây Ninh, thì theo anh đánh giá, theo thang điểm, thì ở cái khu vực nào, ở cái thời điểm này, nếu như cho lời khuyên với nhà đầu tư thì mình sẽ đầu tư vào cái thời điểm nào và thị trường nào
là tốt nhất ạ. Ok, cảm ơn Khánh Hòa. Thì hiện nay hay trước đây hay là sau này cũng vậy, để mà đầu tư vào thị trường nào hay là lúc nào nó phụ thuộc vào cái nhu cầu của nhà đầu tư. Có nghĩa là cái nhu cầu là họ muốn là đầu tư phân khúc nào, đầu tư ưu tiên cho dòng tiền hay lãi vốn, ưu tiên là đầu tư trong bao nhiêu năm, rồi mong muốn là đầu tư rồi để kinh doanh, để ở hay là nhiều mục đích, và họ đang ở đâu, nhà đầu tư đang ở đâu. Tại vì khi mà và họ đang là tâm lý nhà đầu tư thế nào nữa, có nghĩa là họ đã từng đầu tư những cái bất động sản nào chưa, rồi từng đầu tư xa chưa. Nếu như họ chưa đầu tư xa thì họ nên ưu tiên là đầu tư gần. Còn khi họ đã đầu tư nhiều gần rồi mà mình muốn đi tìm cái có lợi nhuận nhiều hơn thì mình phải vươn xa hơn. Vì mỗi độ tuổi từ 30 xuống nó khác, mà từ 30 đến 50 nó khác, mà từ 50 đến 70 nó khác. Có nghĩa là càng về lớn thì người ta càng ưu tiên an toàn, còn càng trẻ thì người ta càng thích cái lợi nhuận. Mà lợi nhuận thì nó sẽ đi song hành với lại rủi ro. Đó, vì vậy thì phải quay về bên trong chính nhà đầu tư cái đã. Nhà đầu tư phải trả lời được là mình đang có gì, có bao nhiêu tiền, có kinh nghiệm đầu tư chưa, am hiểu thị trường chưa, muốn ưu tiên lợi nhuận trên số tiền bỏ ra, lãi trên vốn á, hay là ưu tiên về dòng tiền đều đặn hàng tháng, rồi mua để chỉ để đầu tư đó hay là để vừa kinh doanh vừa ở luôn. Đó, thế thì có một cái điều mà Tuấn khuyên á, là nhiều nhà đầu tư sẽ bị dễ bị rơi vào cái bẫy là gì ạ? Mình đi làm rất là khổ cực, rất là tích trữ rất là lâu năm, rồi mình làm chuyên môn của mình để mình tiết kiệm được 1 tỷ, 2 tỷ hay 3 tỷ gì đó. Thế thì mình lại không có kiến thức đầu tư, mình lại quăng vô bài vô một cái thị trường đó thì mình sẽ mất tiền, hoặc là mình tin nhầm môi giới mình sẽ mất tiền. Vậy thì cái câu chuyện ở đây là để đầu tư ở tỉnh thành nào, Sài Gòn, Tây Ninh hay Khánh Hòa, bây giờ hay trước đây hay sau này, thì bản thân nhà đầu tư phải trả lời được là nhà đầu tư muốn gì, muốn đầu tư kiểu gì, trường phái nào, có kiến thức chưa, có đúng môi giới tử tế chưa, có môi giới am hiểu chưa. Đó, khi có những cái đó rồi thì chúng ta sẽ phải ngồi phân tích, chọn lựa. Tại vì thị trường bất động sản mà cái vùng này nó xuống thì cái vùng kia nó lên, phân khúc này xuống thì phân khúc kia nó lên. Đây là một cái giai đoạn mà với cá nhân Tuấn thấy á, là giai đoạn mà hầu như các phân khúc đều xuống mạnh. So với trước đây, từ những năm 2013 Tuấn quan sát, 2015 Tuấn làm tới giờ, thì đây là cái giai đoạn mà các phân khúc đều xuống cả. Chỉ trừ một số cái sản phẩm mà cái vùng lõi trung tâm, trung tâm ở như thành phố, thành phố là bao gồm thành phố Nha Trang, thành phố Sài Gòn, đúng không, thành phố Đà Lạt, v.v. Thì những cái vùng trung tâm thành phố và những cái nhu cầu thực và những cái bất động sản có dòng tiền thì người ta vẫn có thể giao dịch được, chỉ khi là nó hạ giá 12%. Còn những cái đất trung tâm thì nó có thể là 20-25-30% đều có người mua, và rất là nhiều người ta thích đi bắt đáy như thế. Còn ở vùng, những cái vùng mà quá ven, quá xa thì cứ càng xa thì nó càng giảm giá thôi. Đó là bởi vì bất động sản mà khi mà thị trường nó xuống thì nó sẽ quay về với những gì giá trị thực nhất, những gì trung tâm nhất đó. Và Tuấn muốn trả lời cho cái câu hỏi của Khánh Hòa như thế. Thì ở trong môi trường nào cũng vậy, giống như em nói, môi trường nào cũng vậy, công việc nào cũng vậy, nó cũng sẽ có những cái yếu tố thuận lợi, khó khăn, may mắn và rủi ro. Thì trong cả những cái khoảng thời gian vừa mà anh đầu tư, rồi anh vừa là nhà phát triển, rồi anh vừa tìm cái phát triển môi giới, gọi là môi giới các cái sản phẩm của mình đó, thì ở ba cái vai trò đây, làm sao để anh cân đối hài hòa. Và trong những cái cơ hội mà anh làm á, thì có bao nhiêu thương vụ là thành công, rồi cũng có những cái thương vụ này nó không thành công không, và lý do vì sao nó lại không thành công. Dạ. Ok, cảm ơn Khánh Hòa. Đây là một câu hỏi khá là lớn ha. Và chúng ta sẽ bóc tách từ từ. Đầu tiên là với ba vai trò, vừa môi giới, vừa đầu tư và vừa quản lý sàn, thì mình sẽ tích hợp như thế nào. Thế thì mọi thứ bắt nguồn từ bạn. Bởi vì Nghĩa Anh Tuấn là một Nghĩa Anh Tuấn duy nhất trên cuộc đời này, nhưng đang đóng vai trò môi giới, đang đóng vai trò nhà đầu tư, đang đóng vai trò là quản lý đội ngũ sàn bất động sản. Thế thì cái đầu tiên là mọi thứ mình phải có cái đã. Để mà mình cân bằng được là mình phải có. Mình không thể cho cái thứ cho người ta cái thứ mà người ta không có. Mình muốn cho ta tiền mình phải có tiền, muốn cho ta kiến thức mình phải có kiến thức, vân vân. Thế thì đầu tiên là mình phải có giá trị của bản thân, giá trị của doanh nghiệp. Tại vì nó là sự hợp nhất, sự nhất quán. Cái người giá trị của cái sàn là đến từ giá trị người lãnh đạo,
giá trị của cái việc làm môi giới và đầu tư là giá trị của con người đấy. Vì người ta làm môi giới rồi người ta đi đầu tư, giống như Tuấn đến với nghề là từ môi giới, từ môi giới rồi Tuấn làm sàn rồi Tuấn đầu tư. Có nghĩa là nó cần những giai đoạn chuyển tiếp, nhưng mình chuyển mà mình không đánh mất chính mình. Mình chuyển nhưng mà mình vẫn gia tăng được cái nội lực, cái giá trị dương của mình nó ngày càng dương hơn. Giống như năng lượng binh nó càng đầy hơn và đèn của mình ngày càng sáng hơn. Đó, tại vì sao? Vì lúc trước mình chỉ biết được một cái vai trò môi giới. Thứ hai, sau đó mình biết vai trò quản lý sàn làm doanh nghiệp, là một CEO bất động sản phát triển sản phẩm. Thứ ba là vai trò nhà đầu tư, là để mình mua nhà, mình bán, mua đất nhỏ, mình bán đất lớn, mình làm pháp lý, mình bán, hoặc là mình làm một cái khu dự án nào đó, vân vân. Thế thì mình càng làm hành trình 8 năm, nhiều phân khúc, nhiều thị trường, ba vai trò, thì nó cho Tuấn nhiều góc nhìn hơn, để Tuấn nhìn thấy rằng là đâu là nguyên lý để mà mình có thể vận dụng một cách hài hòa mà nó không bị mâu thuẫn nhau. Ba vai trò, và Tuấn thấy rằng ba vai trò này, mỗi vai trò đều có cái hay của nó và nó thú vị của nó, và nó giống như cái kiềng ba chân. Vì mình muốn dạy môi giới thì mình phải làm môi giới, mình muốn dạy đầu tư thì mình phải làm đầu tư, và mình muốn bán hàng được thì mình phải có tâm lý của nhà đầu tư. Giống như Tuấn muốn bán được hàng cho Khánh Hòa, Tuấn phải hiểu Tuấn cũng là nhà đầu tư giống như Khánh Hòa. Thì khi nhà đầu tư cần thì mình nói gì, tư vấn gì, và khi họ khó thì mình giúp gì. Có những cái sản phẩm đôi khi bán dự án ở Khánh Hòa, ở Nha Trang, có nhiều dự án tới giờ nó chưa xây dựng xong. Tới những dự án bây giờ khách hàng của mình hồi xưa đưa vô, họ đang tiền kẹt cái đó. Vì chủ đầu tư ban đầu mình thấy họ rất là hoành tráng, nhưng với kinh nghiệm yếu kém của mình trong nghề thời điểm đó, thì mình đôi khi mình tin sếp mình tin công ty, nhưng mà mình không nhìn thấu được hết. Và mình thời điểm đó mình vô minh trong cái nghề này, thì cuối cùng là gì ạ? Mình tưởng rằng chủ đầu tư họ rất là mạnh mẽ, nhưng cuối cùng là họ pháp lý họ vướng, rồi họ một số chủ tư lừa đảo, rồi họ xây dựng không xong, rồi cam kết vận hành không xong, vân vân, cả khối thứ, cộng với những cái khó khăn khách quan từ chính trị, chính sách cho tới là du lịch, cho tới chiến tranh, nó ảnh hưởng đầy lên nhà đầu tư, chủ đầu tư đó. Nhưng cuối cùng khách hàng của mình sẽ là cái người bị vướng câu chuyện là sản phẩm không nhận được, sổ sách không nhận được, tiền không rút được đó. Thế thì mình càng ngày mình sẽ càng cảm được nhà đầu tư của mình hơn. Và càng ngày thì mình sẽ càng phải chọn lựa sản phẩm kỹ hơn. Và đó cũng là lý do mà mình dịch chuyển phân khúc đầu tư. Từ ban đầu mình làm là làm môi giới nghỉ dưỡng, nhưng mà sau đó mình thấy nghỉ dưỡng có những cái bất ổn. Bất ổn là vì mình không làm chủ được cuộc chơi, mà chủ đầu tư làm chủ cuộc chơi. Và cuối cùng những mình bán hàng cho khách hàng của mình, thì mình đưa khách hàng của mình vào những cái khó. Và không phải là mình muốn, nhưng mà thời điểm đó cái trend của thị trường là như thế. Nó là ngôi nhà nghỉ dưỡng thứ hai, nó là căn hộ mơ ước, vân vân. Nó là du lịch, ai biết được đâu du lịch Khánh Hòa lại Covid, ai biết được đâu những chủ đầu tư họ lại ngã ngựa. Nhưng cái thực tế hiện nay là khách hàng của mình đang vướng. Và đó là lý do mình rời cuộc chơi của nghỉ dưỡng, mình tìm tới bán những cái đất nhỏ xa cực. Nhưng bù lại sổ sách nó đầy đủ, giấy tờ đầy đủ, khách hàng mua về để trong cash, thị trường nó lên khách hàng thưởng, thị trường nó xuống thì vẫn bình thường, pháp lý nó ổn định. Và đó là lý do mình đang tìm tới bán những nhà phố trung tâm, để làm gì? Để cho mình bảo vệ quyền lợi khách hàng của mình. Vậy thì trong ba cái vai trò là môi giới, là nhà đầu tư, nhà quản lý sàn, mình thấy nó rất là gọi là hợp nhất để mà mình có thể tìm ra cái lỗi. Và mọi thứ nó đều là mình mà, vì mình càng làm nhiều năm thì mình càng sẽ tin tưởng hơn, mình càng phân tích tốt hơn, mình nhận định sáng hơn, để mình có thể là môi giới tốt hơn, vận hành sàn tốt hơn, đầu tư tốt hơn. Tuy nhiên hiện nay là cái việc mà mình đi môi giới lẻ như hồi trước không có, mà mình là sell cho sell, bán cho những bạn môi giới của công ty mình, hoặc là mình là người đi lấy những cái sản phẩm lớn về rồi mình huấn luyện cho các bạn ở công ty bán. Vì mình đã qua cái vai trò bán hàng trước kia, mình làm từ một trưởng phòng marketing, trưởng phòng kinh doanh lên giám đốc kinh doanh cho cái công ty bất động sản lớn nhất ở Nha Trang những năm 2015-16. Và sau đó thì mình mở công ty, và công ty bất động sản là công ty thứ ba mình mở rồi. Nên là mình trải qua được cái khó khăn của cái người môi giới, phải đưa đón khách, chăm khách như thế nào, phục vụ khách làm sao. Nên mình cảm được, mình nói bằng tiếng lòng của mình để chạm đến trái tim của cái người môi giới. Rồi mình cũng là nhà đầu tư đã bị dính tiền, kẹt tiền và đôi khi mất tiền. Nên mình hiểu được tiếng lòng của nhà đầu tư. Và mình đã làm cái người sàn, mình đã xây dựng, phát triển rồi những vượt qua những cái giai đoạn khó khăn, thử thách, từ startup cho tới phát triển, cho tới tăng tốc, cho tới về đích và lại tiếp tục startup.
Và đặc biệt giai đoạn này là giai đoạn của khó khăn của thị trường, thì đây là lúc mà những cái anh chị mà làm sàn bất động sản rất nhiều khó khăn. Như hiện nay công ty mình một tháng là định phí từ 500 đến 600 triệu và mà doanh số thì không có thì chắc chắn là lỗ. Rồi thì giai đoạn này chiến lược lúc này là gì? Lấy biến lỗ ít nhất làm lời và tái cấu trúc lại. Đó. Thì vậy thì trong ba cái vai trò nó làm cho mình có một cái bức tranh nó nhìn nó tổng thể hơn và nó xa hơn và nó sáng hơn. Và đó là lý do mình tin chắc rằng cho tới 2030 thì mình sẽ có những thành bước tiến lớn hơn. Vì với tuổi nghề bất động sản của mình thực tế chỉ làm mới 7 năm, 8 năm là bén duyên nhưng 7 năm là làm. Thì nó quá ít so với ai đó làm một nghề gì đó. Giống như Khánh Hòa, em làm MC bao nhiêu năm rồi? 11 năm. 11 năm rồi. Tức là tuổi nghề MC của em lớn hơn tuổi đời, tuổi nghề bất động sản của anh 4 năm. À, vậy thì anh làm 4 năm nữa thì mới bằng em bây giờ. Và 7 năm nữa thì là 2030. Năm đó anh 45 tuổi. Thì anh tin chắc lúc đó thì anh sẽ có nhiều cái trải nghiệm hơn. Đó. Và câu hỏi thứ hai là câu hỏi là đã được gì mất gì? Được thì cũng có mà mất thì cũng rất nhiều. Bởi vì bản thân Tuấn là khó lên trên mình là cái áo vai trò cái người môi giới và người quản lý sàn nhiều hơn là giai đoạn mình đầu tư. Đầu tư thì mình chỉ mới đầu tư một vài năm gần đây thôi. Tại vì mình là tư duy của mình là tư duy đầu tư từ con số 0 hoặc thậm chí còn số âm. Có nghĩa là không có ngàn nào vẫn có thể mua bất động sản được. Không có một thì mình xin kể câu chuyện đầu tiên của mình trước. Đó là không có một ngàn, không có một ngàn nào, không có một ngàn trong túi bạn có thể sở hữu bất động sản vài tỷ. Các bạn có nghe không nhầm đâu ạ. Anh Tuấn vừa mới chia sẻ, anh có thể nói lại cái câu vừa rồi không ạ? Không có một ngàn nào vẫn có thể đầu tư bất động sản. Mà không có một ngàn nào vẫn có thể đầu tư bất động sản, bạn có tin không ạ? Không có một ngàn nào chúng ta vẫn có thể đầu tư bất động sản. Và Tuấn sẽ kể câu chuyện của bản thân Tuấn như thế này ạ. Và chắc chắn sẽ còn nhiều cái câu chuyện khác nữa. Đó là như thế nào ạ? Vào những năm 2017, 2017 là lúc Tuấn còn đang đi dạy bảo hiểm. Thì trong đó là quá trình đó Tuấn đã làm được 18 tháng bất động sản và Tuấn nghỉ cho Tuấn dạy bảo hiểm Nhân Thọ. Thì Tuấn có một cái người thân là đang có cái bất động sản ở đường Đồng Nai Nha Trang muốn bán. Thì lúc này là mình ở vai trò môi giới tự do và mình vừa đi thì mình muốn tìm nhiều môi giới tới để mình giới thiệu, mình kiếm hoa hồng. Nhưng mà mình giới hoài thì chưa bán được. Cứ đưa tới cùng phối hợp với nhiều môi giới nhưng chưa bán được. Vậy thì lúc này mình có một tư duy á. Đây là cái cơ hội để mình đầu tư không đồng. Vì mình rất là khao khát năm 2016-17, mình rất khao khát là mình phải là một cái nhà đầu tư đứng trên sổ. Tại vì trước đó là mình làm môi giới 18 tháng nhưng mà chỉ đi bán nghỉ dưỡng, mình kiếm hoa hồng thôi. Phí chỉ có 5 triệu một căn thì nó rất là thấp. Thì mình mới làm sao mình đứng được tên trên cái sổ. Giống như cái câu chuyện mà bạn đã từng sở hữu một cái sổ hồng thì cảm giác bạn khác, cái tư duy của bạn giống như tư duy. Hoặc là bạn từng mua cái xe hơi, bạn đi rồi sau đó bạn có bán đi nữa thì nó khác lắm, khác với một người chưa từng sở hữu xe hơi. Thì quay lại câu chuyện đó là mình làm thế nào để mình sở hữu được cái nhà này với không đồng. Mình mới làm việc với lại người thân của mình, cái người quen của mình. Đó là bây giờ đó, con giới thiệu rất là nhiều người rồi nhưng mà chưa bán được. Thế thì bây giờ con nghĩ ra một ý tưởng có thể bán được. Đó là cậu phải chuyển nhượng qua cho tên con. Để con đứng cái vai con là cái người đứng trên cái sổ này dễ bán hơn. Bởi vì thường á, có khi mình làm môi giới nhưng mà mình đưa người đưa vô người ta môi giới không có bằng là mình là cái người chủ. Đúng rồi. Thì mình mới đề nghị như thế. Và thứ hai nữa là hạ giá, đề nghị chủ nhà hạ giá. Vì bữa giờ đưa vô với giá 1 tỷ như thế là chưa bán được. Bây giờ mình hạ giá xuống. Bán rẻ cho mình, chuyển nhượng cho mình, bán cho mình mua. Và mình lúc này mình không có 1 ngàn nào hết thì mình mới tư duy làm sao. Lúc đó mình đang chuẩn bị ốp cái nghề dạy của mình để mình chuyển quay lại con đường bất động sản. Thì mình mới đưa cái nhà này cho ngân hàng Kiên Long, là anh Đạt Kiên Long anh thẩm định và anh nói là cho vay được 500 triệu. Và mình hỏi những cái người anh trong nghề của mình ở cái nhà này nếu mà rao bán được nhiều thì kêu 1 tỷ mốt. Thì mình mới ok, bây giờ là mình sẽ dùng cái bảng lương của mình để mình vay 500 triệu. Mình đàm phán với chủ nhà là đưa trước 500 triệu, còn lại số tiền là 400 triệu sẽ đưa sau trong vòng 4-5 tháng nữa. Và lúc này chủ nhà đồng ý, làm vì chủ nhà tin tưởng mình đồng ý thì mình mới đi vay người bạn của mình là bạn Thắng Phan ở Nha Trang 20 triệu. Mình vay 20 triệu là mình sẽ, một là mình làm chuyển sổ, chỉnh lý nhanh để mình đưa cái sổ cho ngân hàng để mà giải ngân cho chủ nhà. Cái thứ hai nữa là cái tiền dư còn lại là mình sơn sửa cái nhà lại, mình mua đồ mình sơn sửa lại, xong rồi mình chuyển từ căn hộ thuê để mình về ở nhà đó để mình nó có sinh khí để khách cưới vô. Thế là dọn những đồ cũ đi, chuyển rồi sơn sửa lại và tổng cộng hết 20 triệu. Đúng số tiền mình mượn luôn. Và sau đó mình mới rao bán một cái giá khác, là giá là lúc đó là mình rao 1 tỷ tư. Thay vì là giá cũ 1 tỷ không ai mua năn nỉ, xong mình rao 1 tỷ tư.
Và mình mới mời anh em tới ăn Tân Giang. Thì mình vừa rao thứ tư, mình nhờ nhiều môi giới và mình cho phí là hai thời điểm đó 2% cộng. Và chả biết sao, trong vòng có nửa tháng à, cái người bán nhà cho mình là cái người mình mượn tiền họ, là bạn Thắng Phan. Bạn giới thiệu cho một cái người bạn là chuyên viên bên Sở Tài nguyên Môi trường mua cái nhà của mình với giá là 1 tỷ, hình như là 1 tỷ 3, tỷ 3 mấy. Có nghĩa là vị trí mình thời điểm đó mình lời cái nhà đó mình kiếm được là 300 mấy chục triệu. Và mình mua không hề có 1.000 mà. Đó, câu chuyện rất thực tế. Và từ cái câu chuyện mình mua cái nhà không đồng đó, mình dùng cái số tiền đó mình lời được á, mình mới mua xe hơi. Mua xe hơi mình lấy ra 20%, mình mua cái xe hơi không đồng luôn, từ số tiền này mua trả 20%, còn số còn lại là trả góp. Và cuối cùng 2 năm sau mình cũng trả xong cái xe hơi. Có nghĩa là từ không đồng mình mua được cái nhà, tiền lời ra mình lấy 20%, mình mua xe hơi và 80% trả góp. Và người khác là trả trong 5 năm thì mình kéo dài trả trong 7 năm. Để làm gì? Để số tiền mỗi tháng trả thấp nhất. Và cuối cùng 2 năm sau mình cũng trả xong. Có nghĩa là không đồng bạn có thể mua xe nhà và mua xe hơi. Và trong cuộc đời này bạn còn nhiều cái không đồng khác. Không đồng mình đã mở nhiều công ty, không đồng mình đã làm được nhiều thứ. Rất là cảm ơn Khánh Hòa. Wow, phải nói là rất là ấn tượng với câu chuyện của anh luôn. Một cái câu chuyện chia sẻ rất đời, rất thực tế. Em nghĩ là nó thuộc về tư duy. Ngoài cái sự nhanh nhạy ra, còn có là trong đó là có cái sự tư duy và nhạy bén nữa. Nói người ta dùng tôi là gì? Người thông minh rồi, thông thái và lại còn là kẻ thức thời nữa mà. Với lại nên theo Tấn Kiệt phải không? Trời ơi, em không nghĩ là với cái hình ảnh mà anh Tuấn mà em vẫn hay thường thấy, em có nghĩ anh cái chặng đường anh đi, hay nói đúng hơn là trong cái bài xét tư duy của em có nghĩ anh là một thiếu gia cơ. Em có nghĩ là con đường anh đi thì nó khá là bằng phẳng. Anh được hậu thuẫn rồi, chắc là sinh ra từ một gia đình có điều kiện. Em không nghĩ là anh có thể gây dựng mọi thứ bắt đầu từ một con số 0 tròn trĩnh như vậy. Rất là hay biết không ạ? Em nghĩ là đây sẽ là một cái câu chuyện vô cùng là truyền cảm hứng cho các bạn giới trẻ, hay nói đúng hơn là có thể là có những là nhà bạn trẻ đầu tư khi mà muốn là khởi nghiệp này, start up này, hay là bắt đầu có hứng thú đến cái công việc về bất động sản phải không ạ? Muốn hỏi anh là một số những cái bí kíp của anh để mình có thể giúp cho nhà đầu tư có những cái lưu ý để mà khi mà đầu tư thì tránh được những cái rủi ro đáng kể nhất. Cảm ơn Khánh Hòa. Thì bí kíp thì cũng chả gì ghê gớm. Cái câu chuyện là để mà tránh được những rủi ro thì nhà đầu tư phải có kiến thức, phải hiểu pháp luật và pháp lý bất động sản, về luật kinh doanh đất đai vân vân. Bởi vì nếu mà mình đầu tư với sự vô minh thì giống như mình không biết thì hiển nhiên mình sẽ gặp những rủi ro về môi giới lừa nè, kêu nhà đầu tư lên xe đất chỗ này chỉ cho đưa tới chỗ khác, chỉ lô này bán lô khác, rồi thổi giá, rồi làm AC chim mồi, rồi mua nhầm đất quy hoạch, rồi mua nhầm đất tranh chấp, rồi mua bị giá cao giá ảo vân vân. Thì đó là một số cái rủi ro mà nhà đầu tư sẽ gặp phải. Vậy thì để nhà đầu tư không bị rủi ro thì nhà đầu tư phải thấy được điều đó, nó gọi là thẩm định được, gọi là pháp lý bất động sản. Thì mình phải hiểu được là mình muốn mua cái bất động sản, nó là cái nhà, nó là cái đất, nó là cái căn hộ, nó là cái chung cư, thì mình phải biết cái loại sản phẩm mình đang mua và pháp lý của nó là gì, đúng không? Thì rồi mình lại phải đi kiểm tra thẩm định giá nó là gì, rồi cái phong thủy nó là gì, nó có hợp với mình không. Tại vì mỗi loại bất động sản cái pháp lý nó sẽ khác nhau, nên là không thể nói chung chung cho một cái nhóm nhà đầu tư nào, mà nó sẽ từng câu chuyện riêng. Giống như 10 giờ sáng nay trên kênh YouTube của Tuấn, tôi có chia sẻ về 11 cái yếu tố lời lỗ dành cho nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng. Rồi sắp tới tôi sẽ nói là những yếu tố dành cho nhà đầu tư đất nền vùng ven, rồi những yếu tố dành cho nhà đầu tư mua nhà phố. Có nghĩa là mỗi cái sản phẩm nó có những cái pháp lý khác nhau, nó có giá trị khác nhau. Và nhà đầu tư, yếu tố đầu tiên đó là phải an toàn được đồng vốn. Có nghĩa là phải có sổ. Đó là quan trọng nhất. Và sổ không bị quy hoạch, sổ đó là phải phù hợp quy hoạch, có thể chuyển đổi được, tách thửa được nếu mà mình muốn chuyển tách đó. Có nghĩa là mình, bởi vì mình mua, mình muốn đầu tư thì 3 năm trở lên, 5 năm trở lên, thì mình muốn nó x2, x3, x5, x10 lần cái giá trị bất động sản của mình. Thì bất động sản của mình mua nó phải an toàn, nó phải gia tăng, nó phải nhân bản được cái giá trị của nó. Vậy đâu là những yếu tố để đạt được điều đó? Thì nhà đầu tư Tuấn khuyên là phải nên có kiến thức,
Còn không có kiến thức thì phải có đội ngũ chuyên gia bên cạnh, chuyên gia bất động sản về từng mảng mà nhà đầu tư quan tâm, hoặc là những bạn môi giới thổ địa, những môi giới tử tế, những môi giới có kiến thức. Chứ còn đã nhà đầu tư đã không có kiến thức rồi mà tin nhầm môi giới rất là khốn khổ đó. Vậy thì một là nhà đầu tư học. Tuy nhiên ngay cả như hiện nay nhiều nhà đầu tư đi học nhưng mà học nhiều khoa học rất nhiều tiền thì tôi thấy nó cũng hơi phí. Tại trên YouTube hiện nay nó có đầy đủ các kiến thức để nhà đầu tư học, nghĩa là mình phải biết trước, mình phải biết điều mình không biết, rồi từ đó mình đi tìm để mình dần dần mình biết điều mình biết, rồi mình mới nâng mình lên một cái level mới nữa, đó là không biết mình biết. Nó nằm ở một cái tầng dạng như là mình thẩm thấu, mình nhìn mình bắt mặt được, mình là chuyên gia. Thì lúc này nhà đầu tư sẽ gì ạ? Dễ dàng chọn lựa và chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Vì trong đầu tư chắc chắn không ai tài giỏi mà để không lỗ cả. Tuấn không tin một người đầu tư nào không lỗ. Bản thân Tuấn đã có những cái đầu tư lỗ và có những đầu tư không hiệu quả. Tuy nhiên là ví dụ như 10 cái thì nó có 2-3 cái không như ý mình, và nó có 6-7 cái như ý thì cũng ngon rồi. Nếu làm gì có cái người nào mà giỏi, tôi không tin điều đó, giỏi mới nói mà đầu tư bách phát bách trúng thì cái đó gọi là quá siêu sao. Tuy nhiên mình phải cho mình ngồi nghe người ta nói để mình biết là có đúng không, chứ còn thì mình chưa tin điều đó. Còn cá nhân mình đã có những phi vụ lỗ rủi ro và có những cái lời, và bởi vì rủi ro thì mình mới phát hiện được đâu là rủi ro, mình bản thân mình thiếu cái gì, mình còn phải nâng cấp, mình nâng cấp nhiều hơn về cái câu chuyện là pháp luật bất động sản, về quy hoạch, về đất, luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản để mình chọn lựa. Tại trong bất động sản nó có nhiều phân khúc lắm, nào là đất dự án nè, nào là đất dân nè, nào là nhà phố nè, nào là căn hộ chung cư, căn hộ du lịch, biệt thự biển, nào là thuê cho thuê, nào là bất động sản ven khu công nghiệp, nào là mua đất lớn chuyển thổ tách thửa, rồi mô hình farm, rồi rất là nhiều loại. Cái quan trọng nhà đầu tư đang xem cái kênh của Tuấn với lại bạn MC Khánh Hòa ngày hôm nay thì đầu tiên phải xác định mình đang ở đâu. Mình muốn đầu tư sản phẩm nào, phân khúc nào, nó ở đâu, rồi tiền mình bao nhiêu, rồi mình đầu tư trong bao lâu. Thì khi mình nhận định điều đó rồi mình mới đi tìm chuyên gia để hỏi những câu hỏi đó để người ta phân tích. Và hiện nay Tuấn đã thấy rất là dễ dàng để tìm được chuyên gia, trên YouTube có mà đầy. Còn nếu cần nữa, nhiều tiền nữa thì mình đi đến khóa học. Nhưng mà khóa học mình cũng thấy thì hơi tốn tiền. Vậy thì mình có thể xem miễn phí trên YouTube. Xin cảm ơn Khánh Hòa. Từ những người thật việc thật phải. Vậy thì với cái quan điểm cũng như là với những cái kinh nghiệm của một người là được gọi là chuyên gia về bất động sản, thì anh nhận định cái thị trường ở cái thời điểm hiện tại này thì nhà đầu tư nên đầu tư vào thị trường nào và vì sao ạ? Cảm ơn Khánh Hòa. Thì câu hỏi này nó cũng hơi xem như hồi nãy chúng ta đã trao đổi với nhau. Đó là giai đoạn này thì giai đoạn của cái chu kỳ, nó với cá nhân Tuấn thấy nó đáy đó. Và nó có thể là đáy hơn nữa trong vài tháng tới. Thì giai đoạn này đầu tư cái gì, ở đâu, thì quay ngược lại là nhà đầu tư đang nghe Tuấn và Khánh Hòa nói đang ở đâu, đang có bao nhiêu tiền, đang muốn chơi cuộc chơi là đầu tư trong bao lâu. Tuấn không dùng đầu cơ nha, dưới 3 năm bỏ qua lúc này. Đầu tư trên 3 năm trở lên thì hãy tham gia lúc này. Và tiền của mình là tiền mặt, tiền tươi hay là tiền ngân hàng, lúc này không chơi tiền ngân hàng, lúc này không chơi đầu tư dưới 3 năm. Đầu tư trên 3 năm tiền của mình dư giả, thay vì bỏ ngân hàng hay bỏ bất động sản. Còn bỏ vô bất động sản nào thì nó phụ thuộc vào mình ở đâu và mình muốn gì. Và ưu tiên cho những mình thích cái dòng tiền hay là mình thích cái thặng dư giá trị gia tăng của nó, lãi trên vốn. Nếu mình ưu tiên dòng tiền thì mình chọn những cái bất động sản gần nhà mình nhiều quản lý, những cái nhà phố có dòng tiền đều đặn. Còn nếu mà mình ưu tiên cho lãi vốn sau 3 năm, 5 năm để mình muốn nhân mạnh hơn cái tài sản của mình, đặc biệt là tiền của mình chưa nhiều, thì mình ưu tiên đầu tiên những cái vùng ở xa hơn tí, mà giá nó rẻ, mà pháp lý nó chuẩn chỉnh, để mình hơi sau 3 năm mình có thể x2, x3 được lên. Vậy thì nó phụ thuộc vào nhà đầu tư đang là cá mập hay cá con hay cá vừa vừa. Bởi vì khi mà người ta cá mập rồi thì người ta thích đầu tư cái bự, to. Có thể là lợi ích một tí nhưng mà dòng tiền đều đặn. Rồi nó khỏi mất công đi lại và người ta ưu tiên là cho cái cuộc sống sức khỏe người ta. Có những người ta xuống Nha Trang người ta mua vì người ta ở Đắk Lắk, vì người ta ở Hà Nội, vô đây khí hậu nó tốt quá, nó mát quá. Vừa người ta mua thôi, lợi ích một tí cũng được, giá cao một tí cũng được, nhưng có dòng tiền để ổn định cuộc sống, bản thân và gia đình và khỏe mạnh. Tại vì suy cho cùng mọi đầu tư không quý bằng đầu tư vào bản thân, đó là sức khỏe.
đó là cái sự giá trị gia tăng của trí tuệ của mình. Thì đó là quan trọng nhất. Còn đầu tư bất động sản đó chỉ là phần phụ. Nhưng mà quan trọng là khi nó phụ rồi và mình tham gia cuộc chơi thì mình phải có kiến thức để mình không bị mất tiền và để mình có thể là gia tăng được tài sản để mình có thể hưởng thụ cuộc sống. Nó là cái vòng quay giống như bánh xe. Và bỏng tay hay không là do mình, đúng không? Vậy thì anh có thể chia sẻ tiếp tục một trong những cái gọi là anh bật mí, bí mật của anh là hiện tại trong những cái phân khúc như là thị trường về Nha Trang, rồi Sài Gòn và Tây Ninh, thì ở thị trường nào là anh đang có cái phân khúc đầu tư nhiều nhất ạ? Cảm ơn. Nó cũng em giống như là một trong những cái chia sẻ mà để cho nhà đầu tư có thể biết được là anh Tuấn đang đầu tư nhiều vào thị trường nào để người ta có thể làm có được những cái nhìn cảm ơn Khánh quan tâm hơn. Thì hiện nay á thì Tuấn đầu tư cũng không đồng luôn, từ không đồng, không đồng từ cá nhân. Nhưng mà hiện nay Tuấn có một số cái tài sản ở phần lớn ở Tây Ninh, ở huyện Bến Cầu và Gò Dầu ở Tây Ninh, thì nó cách Sài Gòn khoảng tầm là 70 cây. Cách Sài Gòn 70 cây ở Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, huyện Bến Cầu và Gò Dầu, đó là phần lớn và nó là đất lớn và đất nhỏ. Đất lớn là ví dụ như vài ngàn mét phù hợp đất ở. Vì sao vậy anh? Vì Tuấn ít tiền nên là Tuấn thích đầu tư ở những vùng ven để sau 3 năm 5 năm nó tăng giá trị nhiều hơn, lãi trên vốn nhiều hơn. Anh đã mua mình từ, đã mua từ thời điểm từ nào? Thời điểm 2021. Và những đất lớn và những đất nhỏ, vì là mình là đóng ba cái vai trò vừa môi giới vừa đầu tư vừa sàn, nên là mình mua bán nhanh rồi mình mua từ từ bán, rồi mình mua làm pháp lý rồi bán, rồi mình mua chuyển thổ tách thửa rồi mình mới bán. Rồi câu chuyện thứ hai đó là mình có một vài cái đất ở Diên Khánh. Diên Khánh thì mình có vài lô cũng đất vườn rồi đất trung tâm, rồi ở Ninh Hòa thì mình có một cái farm là 1 hectare với 10 loại trái cây từ dừa, bưởi và 5 năm tuổi rồi nha, 10 loại trái cây 5 năm tuổi. Và hôm qua các bạn ở công ty mình đi ra chơi, các bạn rất là thích, phần lớn các bạn rất là thích, thì trái cây rồi nuôi cá, nuôi gà, chim chóc rồi bưởi, xoài, mít, dừa vân vân, 5 năm tuổi rất là phong phú. Và thứ ba nữa mình có đất, cũng một miếng đất lớn là 1 hectare cũng ở khu vực Ninh Hòa. Thì mình đang tập trung chính là ở Khánh Hòa, thì ở đó là đất ở Ninh Hòa và Diên Khánh. Vì mình đánh giá hai cái huyện này là nó rất là kết nối giao thông và nó rất tiềm năng trong tương lai. Còn tại trung tâm Nha Trang thì mình có 2 căn hộ Sinobay nghỉ dưỡng. Thì mình đã mua từ những năm 2018, cách đây 5 năm. Nhưng bây giờ mình đang bán lỗ lại trên dưới giá hợp đồng. Nhưng mà bán chưa được vì thị trường nó hơi chậm. Đấy là cũng là một cái thất bại của mình. Bởi vì mình cũng không nghĩ rằng là cái dự án đó mình mua lại thất bại. Vì nó hội tụ đầy đủ mọi yếu tố để mà nó có thể sinh lời, từ pháp lý chuẩn chỉnh, mặt bốn mặt tiền, trực diện biển, cô tế công thi công, rồi 5 sao, rồi 5 tầng tiện ích, rồi hoài hồ bơi vô cực, rồi sở hữu lâu dài, rồi thời điểm đó có sổ khẩu người nhà mua, quá trời thứ. Nhưng mà nó thua là thua du lịch Covid. Thế là mình bán lỗ, bán chưa được, vì mình muốn bán cái này để mình chuyển tiền mình đầu tư vào đất, vào bất động sản đất nền. Vì mình thấy rằng là mình đang còn trẻ, mình đang dưới 40 tuổi, mình thấy là mình muốn nhân đôi tài sản nhanh hơn. Hơn là câu chuyện là dòng tiền. Và mình tới 45 tuổi thì mình lại chuyển sang hướng đầu tư dòng tiền. Là mình mua những cái nhà phố, những cái căn hộ mình cho thuê. Nhưng mà bây giờ thì mình muốn ưu tiên là tích trữ tài sản, thì mình ưu tiên đầu tư vào những cái vùng ven đất nền, và mình làm tăng giá trị của nó. Cụ thể như là ở Tây Ninh, ở Bến Cầu, Gò Dầu, và ở Khánh Hòa thì Ninh Hòa và Diên Khánh. Xin cảm ơn câu hỏi của Khánh Hòa. Có thể nói là cái giỏ hàng đầu tư của anh, dùng từ nó dùng từ ngắn gọn là nó rất là phong phú, phải không ạ? Trước đây á, khi mà thị trường sôi động thì em thấy anh có rất là nhiều những cái chương trình đào tạo, những cái buổi đào tạo về nội bộ, rồi cũng có một vài những cái buổi đào tạo miễn phí cho cộng đồng. Ở cái thời điểm hiện tại, khi mà anh lập ra cái kênh YouTube Nguyễn Anh Tuấn với mục đích là sẽ chia sẻ sâu rộng nhiều hơn ở cái thời điểm mà thị trường mọi người đang bị giảm đi cái nhịp với nghề, thì anh lại bùng lên một lần nữa, là bùng lên một lần nữa, lại là một cái nhân tố sáng để cùng kéo mọi người lên, sốc cái tinh thần mọi người lại quay trở lại, và để mình cứ kiên định với cái con đường của bất động sản, vì nó sẽ chắc chắn nó sẽ làm một cái thị trường tiềm năng ở cái giai đoạn này và sắp tới. Thì anh có nghĩ đến cái việc là mình sẽ tiếp tục quay trở lại làm một cái vai trò của một người đào tạo, như là cái hình tượng mà em đã biết về anh Tuấn cách đây rất là lâu rồi, thì anh có nghĩ đến những cái buổi mà sẽ là workshop, nó sẽ là những cái buổi đào tạo nó rộng hơn? Vì em nghĩ là ở thời điểm trước như này này, thì mọi người là cái công việc nó cũng đang khó khăn, tình hình mọi thứ nó cũng rất là chậm á, thì người ta sẽ có nhiều cái thời gian hơn để mà tìm về bên trong. Bên trong ở đây là gì? Người sẽ đi học, đi lắng nghe,
dành thời gian để mà xem YouTube của anh Tuấn chẳng hạn đó, để mà bổ sung thêm kiến thức, để khi mà thị trường nó sôi động trở lại thì sẽ có thật là nhiều năng lượng và thật là nhiều những cái kiến thức để mà mình bắt tay vào việc. Còn nếu như mà khi giống như anh nói vậy đó, khi mà mình bắt tay vào việc mà mình không có kiến thức, năng lượng mình cũng không có, thì mình sao mà mình hết lòng với công việc đó. Thì anh có nghĩ là ngoài cái kênh YouTube này thì anh sẽ làm thêm nhiều những cái buổi workshop để cho anh em trong bất động sản, trong hội môi giới bất động sản, các anh em sale sẽ có nhiều cái cơ hội để mà gần với anh hơn, để được thực với anh hơn, để thực chiến hơn và được nghe những cái kinh nghiệm đó của anh, để mà khi mà chúng ta cùng nhau tạo nên một cái cộng đồng, khi thị trường nó sôi động trở lại ấy, thì chúng ta sẽ cùng nhau chiến tiếp. Ok, cảm ơn Khánh Hòa. Thì câu hỏi này nó có mấy vế, thì mình xin được trả lời từng vế. Vế thứ nhất là tại sao mình làm kênh YouTube ngay lúc này. Vế thứ hai là có quay trở lại với cái mảng đào tạo của mình hay không. Thì xin thưa với Khánh Hòa, thì Khánh Hòa cũng biết anh Tuấn là làm cái mảng đào tạo từ những năm 2011. Đúng rồi. Khánh Hòa, một trong những và đầu công tiên. Ty công ty tiên phong về mảng phát triển bản thân với cái tên là Khai Tuệ, là đánh thức tuệ giác, cùng với diễn giả số 1 Việt Nam thời điểm đó là anh Quốc Tấn Khanh. Và mình rất là đam mê, mình làm được từ 2011, cuối 2011 tới cuối 2014, 11, 12, 13, 14 là được 4 năm. Và lúc đó mình rất là đam mê cái mảng đào tạo, thì mình móng lửa lắm, mình nhiều huyết lắm, mình làm quá trời luôn. Và mình cứ theo đuổi đam mê, nhưng tới bây giờ thì mình nghiệm ra là hãy theo đuổi đam mê, nợ nần sẽ theo đuổi bạn. Thành công chứ ạ. Nhiều người hồi trước vẫn nói vậy và mình tin điều đó, nhưng mà sau này khi mình làm công ty đào tạo Khai Tuệ thì mình thấy rằng hãy theo đuổi đam mê, nợ nần sẽ theo đuổi bạn. Vì thời điểm đó mình nợ rất là nhiều. Bởi vì sau đó mình mới nghiệm ra một cái, mình thấy, mình đọc quyển sách của ông Vikram Amata, tập đoàn Amata, chủ tịch Amata Thái Lan, ông nói câu đó là bạn làm cái điều đam mê nhưng phải có thị trường. Thì thời điểm đó mình đam mê cái mảng đào tạo nhưng mình nội lực mình chưa có, 10 năm trước, hơn 12 năm trước, và thứ hai nó không có thị trường, mà không có thị trường là thua. Mình đam mê, mình tâm huyết mà không có thị trường thua. Và mình biết nhiều anh chị đang làm đào tạo ở Nha Trang đã làm cũng bị gặp vướng. Chỉ có thị trường Hà Nội, Sài Gòn thì mới có thị trường đào tạo. Đó lý do mà mình mới chuyển qua làm bất động sản. Thì quay trở lại câu chuyện là bất động sản, tại sao lúc này mình làm kênh YouTube? Vì mình đến với cái, mình thích cái mảng đào tạo và mình đã theo đuổi nó từ những năm 2011. Và mình mang cái điều đó vào trong những công ty bất động sản mình đã làm, từ thời mình làm thuê cho tới mình mở công ty đầu tiên, công ty thứ hai, công ty thứ ba. Và ngay lúc này cũng vậy, những cái gì chúng ta đã qua đi nó không bao giờ mất. Mặc dù thời điểm đó nó chưa giúp chúng ta có kết quả, nhưng nó không mất, và mình dùng nó để mình đào tạo đội ngũ nhân viên, rồi mình làm những cái workshop, mình chia sẻ, mình cho đi. Và ngay lúc này mình xây dựng kênh YouTube Nguyễn Anh Tuấn. Mặc dù là mình thật sự mình không muốn đâu, tại vì thứ nhất là mất thời gian, thứ hai là mình sợ nổi tiếng, mình không thích nổi tiếng, thích mặc quần đùi, ngồi vỉa hè uống bia cốc, ăn trứng lộn thoải mái hơn. Chứ còn lên YouTube nhiều người biết, lỡ mà đi đâu chơi nó cũng ngại lắm. Đó, thì mình không thích nổi tiếng, nhưng mà mình phải làm vì cái xu hướng bán hàng nó thay đổi. Vì các bạn môi giới đang phải làm YouTube để mà giới thiệu đến khách hàng. Vì những khách hàng ở xa, ở các tỉnh khác, ở nước ngoài, thì người ta thông qua YouTube thì người ta thấy thật nhất cái người môi giới đó, thật nhất cái nhà đó, cái bất động sản đó, người ta dễ mua hơn. Thế thì mình kêu anh em mình làm thì mình không làm, thì mình nói nó sẽ thuyết phục nó không cao, và mình cũng không hiểu để chỉ dạy anh em. Thứ nữa là mình thấy rằng thôi thì mình cũng có những cái giá trị nhất định, và mình lan tỏa thông qua kênh YouTube, mình chia sẻ nó cho mọi người, để ai hữu duyên người ta đón nhận được gần 20 năm mà mình thử thách, mình vươn lên, mình trải nghiệm, mình vất vả, mình trả giá mồ hôi và nước mắt, vân vân. Thêm nữa thì người ta sẽ có được cái công thức mà mình đã vươn qua, nếu mà người ta mình làm được, người ta thành công, hoặc là người ta né những khó khăn đó. Tốt cho người ta, động viên anh em, tốt cho người ta. Và mình cũng có những cái mối quan hệ, nếu mà thật sự người ta xem, người ta quý mình, thì có thể là bạn bè, là anh em. Vì quan điểm của mình, tài sản là mối quan hệ, mối quan hệ là dòng tiền, chứ không chỉ là bất động sản. Và các bạn có thể xem lại những cái video mình đã up lên kênh YouTube của mình, mình nói rất nhiều về mối quan hệ, và sắp tới sẽ có nhiều cái video nói về mối quan hệ nữa. Đó là lý do mà ngay lúc này mình làm, mình lan tỏa giá trị, và mình vẫn luôn sục sôi, vẫn luôn máu lửa với tinh thần chia sẻ, tinh thần cho đi, tinh thần đào tạo. Và hiện nay một số anh biết mình là đang phát triển kênh YouTube, cả anh rất là vui. Ví dụ như anh Tishino, Vũ Thanh Tuấn là một cái người bạn rất là thân với mình, đã quay với ảnh hai số, ngày mai quay tiếp. Thì sau đó thì mình sẽ up lên sau cái nội dung này. Thì ảnh rất là vui mừng khi anh thấy mình làm YouTube, bởi vì anh biết mình có những cái giá trị có thể chia sẻ giống như ảnh. Và thứ hai là anh những cái diễn giả nổi tiếng ở Việt Nam như là anh Huỳnh Ngọc Minh đúng không? Anh rất là vui khi mình làm YouTube. Anh nói là em mà không làm là uổng. Rất là nhiều, hoặc là anh kiên trì, có ý thức của bên ai, anh cũng muốn mình là tham gia đào tạo. Tuy nhiên hiện nay thì mình vẫn ưu tiên
làm việc kinh doanh và đầu tư bất động sản, và mình xác định tới năm 2030 khi mà mình đã có được cái tài sản nhất định cho bản thân, cho gia đình, thì mình sẽ bớt làm điều hành, làm CEO lại, và mình sẽ lan tỏa giá trị theo một góc nào đó, và mình vẫn tiếp tục lan tỏa cho người phù hợp, xứng đáng, để cuối cùng cuộc đời này nó phải hiệu quả cho nhau. Và đó là lý do mà mình vừa chia sẻ với Khánh Hòa, vừa tại sao xây dựng kênh YouTube, rồi hồi trước khi làm đào tạo, khi nào làm đào tạo lại. Yeah. Đó là câu trả lời dành cho MC Khánh Hòa. Xin cảm ơn. Rất là hy vọng là kênh YouTube của anh Nguyễn Anh Tuấn sẽ được mọi người đón nhận, được khán giả đón nhận, và mọi người hãy like, theo dõi, nút subscribe kênh YouTube của anh Nguyễn Anh Tuấn, để anh sẽ có thật là nhiều hơn động lực hơn để ra thật là nhiều những cái video và chia sẻ thật là nhiều những kiến thức giá trị đến với mọi người ạ. Bản thân em đang ngoài cái vai trò là một MC, là biên tập viên truyền hình, rồi KOL, KOC cũng có nhiều mảng khác giống như anh ra, thì em cũng đang là một bạn trẻ khởi nghiệp. Em đang khởi nghiệp về một cái công ty về yến xào. Thì em cũng giống như những bạn trẻ khởi nghiệp khác, đắn đo rồi loay hoay trong một cái vòng rất là nhiều những câu hỏi, mà trong đó những câu hỏi ví dụ như là làm sao để vận hành doanh nghiệp hiệu quả, làm sao để quản trị dòng tiền, làm sao để có một cái quy trình bài bản để mà nhân viên không có mình cứ nhìn vào đó là tự là theo quy trình. Tại vì em thấy anh Tuấn rất là hay khi mà anh có thể lập ra hết công ty này đến công anh hiện tại nó có 2-3 cái công ty, rồi ở dưới anh là hàng trăm nhân viên, làm sao anh có thể đào tạo bài bản các bạn theo một cái quy trình, rồi anh quản trị dòng tiền dòng vốn như thế nào, anh vận hành nó ra làm sao. Em nghĩ là bất kỳ bạn trẻ nào khởi nghiệp nha, startup nha, em thì đều có những cái câu hỏi đó, anh có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của anh. Ok, cảm ơn Khánh Hòa. Thì cái câu hỏi của em anh rất là đồng cảm. Thứ nhất là anh mở công ty tới bây giờ là công ty thứ tư, và công ty đầu tiên của anh là công ty Khai Tuệ chuyên mã đào tạo đã thất bại. Và sau này anh chuyển giao cho người anh của anh làm. Thứ hai là anh đã đi làm thuê cho nhiều công ty, rồi anh mới một khởi nghiệp, mà khởi nghiệp rồi vẫn thất bại, và mãi cho tới công ty mà anh thành công là công ty Tâm Riêu, làm mới gọi là từ zero to triệu đô, rất là thành công, và sau đó anh vẫn chuyển giao cho những người anh em của mình và tiếp tục mở công ty ATA Sài Gòn và Nha Trang. Thì trải qua những công ty thì anh thấy rằng để một bạn trẻ khởi nghiệp á, thì cái đầu tiên á, là mình phải hiểu chính mình cái đã. Mình biết mình mạnh cái gì, yếu cái gì. Mình phải SWOT chính mình, mình phải chiến lược chính mình. Có nghĩa là em hay nghe là 5W2H á. Bạn biết bạn đang ở đâu, bạn có gì, bạn muốn đi về đâu, đi tới đó bằng cách nào, trả giá bao nhiêu, mất bao lâu, đi cùng ai, khi nào tới. Ví dụ như bây giờ em, hồi nãy em đi từ nhà em tới quán cà phê này, đúng không? Thì ngay từ nhà em phải xác định là quán cà phê ở đâu, và em đi bằng phương tiện gì, và em đi mấy giờ, em hẹn với anh mấy giờ, rồi tới đó như thế nào, có chỗ đậu xe không nếu mình đi bằng xe hơi, đúng không? Và tại sao mình đi bằng xe hơi? Vì mình đã có xe hơi, và xe hơi nó là an toàn, nó là mát mẻ. Còn với một người không có xe hơi thì họ phải đi bằng xe máy, thì họ mất thời gian nhiều hơn. Cũng giống như từ đây chúng ta đi vào Sài Gòn, có nhiều phương tiện ở đây. Tại sao chúng ta chọn phương tiện này không chọn phương tiện kia? Nó là câu chuyện của chiến lược. Thế thì để mình muốn phát triển một cái công ty của mình startup thì mình phải hiểu mình đang có gì, có gì về mọi nguồn lực nha, chứ không chỉ có gì về tiền nha. Tại vì anh mở công ty không ngàn đồng nào từ công ty Tâm Riêu, mở không có 1.000, anh vẫn phát triển thành công ty triệu đô, và sau này nhượng là chuyển giao tặng cho mấy anh em, và mấy anh em đang rất thành công, anh rất vui mừng điều đó. Và anh mở công ty ATA cũng không có 1.000 nào. Vậy yếu tố đầu tiên của một người chủ doanh nghiệp startup, đừng nghĩ có tiền sẽ thành công và không tiền sẽ không làm được, đó là sai lầm. Mọi thứ bắt nguồn từ tư duy, từ nguồn lực, mà nguồn lực nó không chỉ là tiền, mà nó là mối quan hệ, nó là ý tưởng, nó là chất xám, nó là chuyên gia, nó là công nghệ, nó là ekip, nó là đội ngũ. Tiền là cái thứ bé nhất trong cái tổng hòa nguồn lực đó để một startup thành công. Vì rất nhiều người ngồi kia người ta không có tiền, người ta cũng có thể lấy hàng bán được mà. Ngay cả đây chúng ta đang nói chuyện trên kênh YouTube, chúng em có thể lấy hàng yến xào em bán online được mà. Mới gì cần giờ em phải startup. Vậy thì startup là để muốn thành công thế nào? Em muốn đi tới bao xa? Thì quay lại câu chuyện, nó là sứ mệnh. Nó là sứ mệnh của bản thân mình, của doanh nghiệp mình. Tại vì hiện nay thì cả hàng ngàn doanh nghiệp bán yến, chứ không chỉ một MC Khánh Hòa, một KOL bán yến. Thế thì chúng ta làm sao chúng ta có thể độc lạ, và chúng ta có sự khác biệt, và chúng ta tổng lực được? Tại câu chuyện là muốn có lợi nhuận thì nó phải có doanh thu. Mà doanh thu này là doanh thu phải dương cơ. Tại vì doanh thu mà doanh thu âm thì cũng như không. Âm nghĩa là gì? Là chi phí nó quá lớn, hoặc là đòi không được nợ, nó gọi là câu chuyện dòng tiền. Tại vì để mình một cái người CEO điều hành doanh nghiệp thành công, nó có bức tranh ở nhiều thứ.
nó là tuyển dụng đào tạo, nó là marketing, nó là bán hàng, nó là truyền thông, nó là tài chính, nó là lãnh đạo, nó là văn hóa doanh nghiệp, nó là bla bla, chứ không chỉ là bán không. Thế viết thế thì em phải nhìn được, giống như em đang ngồi nơi xe hơi của em đó, tại sao cái xe hơi em nó chạy là do gì, do động cơ, do xăng. Rồi để mà có được cái xe hơi là gì, nó có cái mô hình của cái xe, rồi em muốn đi đâu, rồi trong cái xe đó nó có nhiều chức năng, rồi nó là bánh, bốn cái bánh, rồi nó là vô lăng, nó là thắng, nó là nhiều thứ, nó cấu thành lên cái xe. Vậy thì cũng nhiều bộ phận chức năng như vậy để cấu thành lên cái xe doanh nghiệp của em. Thế thì em phải đi từng cái một, mà mọi thứ nó bắt nguồn từ trong ra, từ mình ra, tư duy của mình, kỹ năng của mình, kiến thức của mình, mối quan hệ, mình biết được là mình đang có gì. Đó, mình phải SWOT lại chính mình, mình phải làm chiến lược cho chính mình, là công thức 5W2H, được chưa? Rồi từ đó mình muốn đi tới đâu, là lý do em bán yến là gì, sứ mệnh của em, yến của em phục vụ cho ai, tại sao người ta phải mua yến em, lý do gì mà doanh nghiệp yến của em tồn tại, để em tìm ra những cái USP cho doanh nghiệp. Thì tại vì từ cái USP này em mới làm chiến lược truyền thông được, marketing được, hướng đến khách hàng được, phục vụ được. Vì kinh doanh là trao giá trị, kinh doanh là phục vụ, kinh doanh là mối quan hệ, kinh doanh là tiếp thị, kinh doanh là đội ngũ, kinh đó rất là nhiều thứ. Thì khi mình biết được USP của mình rồi thì mình mới làm chiến lược. Bởi vì mình muốn mình đi tới đâu, đi tới đâu và bằng cách nào mình đi tới đó. Từ nhà em tới đây, hồi nãy em đi bằng xe hơi đúng không? Mất bao lâu đúng không? Và em đã có cái xe này, em phải mua bằng tiền rồi mới có cái xe này đi. Đó. Thế thì câu chuyện doanh nghiệp mình cũng vậy. Mình phải ngồi lại, mình hoạch định lại để mình biết là mình đang có gì, muốn đi tới đâu và xung quanh mình có ai. Doanh số, muốn bao nhiêu doanh số? Và doanh số đó bán bằng kênh nào? Bao nhiêu kênh đó bán hàng? Thế thì em phải xem lại, em phải phân tích lại đối thủ của em ở Khánh Hòa là những công ty nào, tỷ trọng doanh số yến của Khánh Hòa cung cấp ra thị trường là bao nhiêu, bao nhiêu công ty yến ở Việt Nam, và yến của em là yến thiên nhiên hay là yến nhân tạo hay là yến nửa thiên nhiên nửa nhân tạo, rồi đối thủ của em là ai, doanh số trong ngành là thế nào, rồi tác động nào ảnh hưởng tới người ta chọn mua yến. Đó, có nghĩa là chúng ta phải phân tích vĩ mô, phân tích vi mô, phân tích ngoài ngành, phân tích những cái đối thủ của mình, phân tích nội bộ của mình, nó gọi là SWOT đó, cơ hội, thách thức bên trong, bên ngoài, để mình biết nó, mình nhìn cái bức tranh nó phải rõ, rồi từ đó mình mới đi được. Và mình chọn một cái doanh nghiệp giống giống mình mà họ thành công, mình sao chép họ. Họ bán hàng kênh nào, sản phẩm họ, tại vì yến cũng giống nhau, nhưng tại sao họ bán được mà mình bán chưa được. Rồi câu chuyện mình phải là tăng doanh thu, giảm chi phí. Muốn có lợi nhuận thì phải tăng doanh thu, giảm chi phí. Vậy thì bán bằng cách nào để tăng doanh thu và giảm chi phí? Chi phí ở đây là gồm định phí, biến phí. Doanh thu là sản lượng bán hàng. Ví dụ một tháng hiện nay mình bán 100 hộp thì làm thế nào mình bán được 500 hộp, 10.000 hộp? Rồi mình bán bằng kênh nào? Kênh cửa hàng hay là kênh online? Các kênh vệ tinh trên mạng xã hội là gì? Mình phải có kế hoạch bán hàng cụ thể, kế hoạch hành động cụ thể, và ai là những người làm nó. Ví dụ em đang là vai trò điều hành CEO thì dưới em có những ai, bộ phận nào, phòng ban nào, phòng nhân sự, phòng marketing, phòng đào tạo, phòng sản phẩm, phòng nghiên cứu, phòng bán hàng, vân vân, các phòng ban nó tạo thành một cái mắt xích với nhau, thì từ đó em mới điều hành, và những người đó họ phải hiểu em đó, để mà lập lên một kế hoạch hoàn chỉnh. Từ cái kế hoạch đó thì mình mới triển khai. Đầu tiên là tư duy đúng nè, tư duy doanh nghiệp đúng nè, tư duy bán hàng đúng nè, xong đó là chiến lược doanh nghiệp đúng nè, chiến lược bán hàng đúng nè, chiến lược marketing đúng nè, xong đó bắt đầu là gì, kế hoạch đúng nè, kế hoạch đúng xong bắt đầu là gì, hành động đúng. Hành động đúng nó sẽ cho ra kết quả đúng. Đó thì nôm na một vài cái phân tích như vậy để cho em thấy rằng là cái bức tranh doanh nghiệp nó nhiều yếu tố hơn. Nó là câu chuyện của nhân sự, câu chuyện của marketing, câu chuyện của bán hàng, câu chuyện của đào tạo, câu chuyện của tài chính, câu chuyện của sản phẩm, câu chuyện của đối tác, câu chuyện của thị trường. Vậy thì sản phẩm chỉ là một yếu tố bình thường, bởi vì chắc chắn yến của em còn có rất nhiều yến khác, nên sản phẩm là cái thứ có sâu. Em phải có con người trước, em phải có cách bán hàng trước, em phải có marketing trước, gọi là resell. Anh làm luôn, ngay cả là bất động sản nhưng luôn làm resell, như là bán hàng trước, có doanh thu trước, có đội ngũ trước. Khi mà mình set up một cái mặt bằng, một cái nhiều bạn stop hay bị rơi vào cái bẫy này là phải đẹp đẽ trước, phải hoành tráng. Nên anh hay nói vui là tưng bừng khai trương rồi âm thầm đóng cửa, vì bạn đổ quá nhiều tài chính của mình vào trong cái mặt bằng, trong cái định phí,
Mà bạn quên rằng là gì ạ? Phải bán hàng trước, phải có khách hàng trước, phải marketing trước, phải có thương hiệu trước. Mình phải đi ngược. Chứ còn mình đi xuôi giống như bao nhiêu người thì mình sẽ thất bại giống như bao nhiêu người. Hoặc là mình chỉ có cái giống như bao nhiêu người có. Bạn không thể có kết quả mới nếu bạn hành động theo cách hành làm cũ. Bạn không thể hành động mới nếu bạn tư duy cũ. Vì vậy bạn phải tư duy ngược số đông. À, nên là hồi xưa giờ anh làm công ty như vậy, tới giờ ATA của anh chưa khai trương. ATA Nha Trang 2 năm chưa khai trương. Vì anh muốn khai trương ở một cái thời điểm là phải có doanh thu, phải có con người chất lượng. Nên nó chỉ là hình thức. Nhiều người cứ phải tại sao phải khai trương? Để làm gì? Đó là cái thói quen của những startup. Nhưng đó là sai lầm. Vì mình phải sống cái đã, doanh nghiệp mình phải sống cái đã, startup phải sống cái đã. Vậy thì làm marketing trước, làm thương hiệu trước, bán hàng trước, có đội ngũ trước, sau đó mình mới ra cái công ty của mình. Bởi vì hiện nay em có thể đi xe văn phòng, có thể đủ hết mà, được hết mà. Cái bây giờ là cộng hợp lực với nhau mà. Đó, thì mình phải có tư duy ngược lại, bóc tách từng cái vấn đề để mà mình thấy rằng cái con đường doanh nghiệp của mình. Khi em đã đủ nội lực rồi, giống như anh hiện nay, anh thấy rằng anh, nếu anh đi sau này làm cố vấn cho những cái sàn bất động sản thì anh sẽ dư sức lại. Vì anh biết đâu là những cái vấn đề mà một cái người startup bất động sản. Và anh vẫn tin rằng anh làm công ty của anh thành công, anh sẽ làm mảng khác thành công. Vì suy cho cùng em bán cái gì nó cũng liên quan tới tài chính, marketing, đào tạo, truyền thông, rồi tạo động lực, rồi lãnh đạo, rồi dòng tiền, rồi quản lý, rồi đối tác, rồi quan hệ, rồi pháp luật, đúng không? Ừ. Em làm cái gì nó còn chỉ có sản phẩm khác thôi. Nhưng cái trục những cái mảng miếng đó để nó luôn giống nhau. Giống như kênh YouTube này, anh làm được kênh YouTube này, nếu mà có cộng đồng sau này anh giới thiệu Yến cho em thì chắc chắn người ta quý anh, người ta mua. Tại vì bất động sản khó như vậy, nhiều tiền vậy mà người ta còn mua được, huống hồ gì đâu Yến, cái Yến. Đúng rồi. Đúng không? Dạ. Đó. Thế thì câu chuyện ở đây là chúng ta là tư duy, nó phải là tư duy chiến lược. À, chúng ta nhìn bức tranh nó phải rộng. Thì một vài xíu chia sẻ cho Khánh Hòa. Dạ, cảm ơn anh. Để cho em có thể là phát triển hơn vì em có rất là nhiều lợi thế. Dạ. Vì thứ nhất là tài năng xinh đẹp, rồi KOL, rồi thứ nữa là em đã có vốn, có tiền trước. Dạ. Tại vì khi mà mình có tiền thì mình sẽ đi nhanh hơn. Ví dụ anh mà anh tư duy doanh nghiệp không đồng thì nó sẽ có nhiều cái vấn đề hơn, nhiều cái rắc rối hơn, nhiều cái khó. Dạ. Cảm ơn anh Tu rất là nhiều và những cái chia sẻ của anh. Quả thật là ngày hôm nay không phải chỉ đơn giản là một người đồng hành và cùng trò chuyện với anh để được lắng nghe, thì em cảm thấy em cũng có rất là nhiều cho mình những cái bài học về trong cái câu chuyện khởi nghiệp của riêng mình, cũng như là thêm một số những cái kiến thức để mà em có thể biết và hiểu rõ hơn nếu mà sau khi mà em chọn lựa để mà đầu tư trong những cái phân khúc về thị trường bất động sản. Tại vì bản thân em thấy thì là đây là một cái thị trường về, nói về bất động sản thì là một cái kênh đầu tư mà hầu như là ai cũng rất rất là quan tâm. Và như là cho mỗi chúng ta, cho mỗi quý vị thì ở đây là những nhà đầu tư rất là thông minh rồi. Thì ngoài kia, ngoài những cái kênh như là chứng khoán hay là như là tiền gửi ngân hàng hay là vàng chẳng hạn ha, thì mọi người cũng hiểu được là đầu tư đất thì không bao giờ mà lỗ, chỉ có thể là nó phù hợp hay không phù hợp ở thời điểm hay nào, hay là chúng ta đã chọn đúng được cái người chuyên gia để đồng hành cùng với mình hay chưa mà thôi. Và như là một lời chứng thực thêm một lần nữa thì là anh Nguyễn Anh Tuấn là một trong những chuyên gia về bất động sản, về đào tạo, về đầu tư ở rất là nhiều mảng mà quý vị có thể tin tưởng và uy tín để có thể lựa chọn để mà theo đuổi cũng như là làm việc và cộng sự cùng với anh. Hy vọng là với những chia sẻ của anh Tuấn ngày hôm nay đã giúp cho quý vị được rất là nhiều những cái kiến thức bổ ích để cho quý vị bỏ vào trong mình và những cái giỏ hàng của mình để mình có thêm được nhiều những cái sự lựa chọn trong những cái kênh đầu tư. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình cũng như là những clip tiếp theo trên kênh YouTube của Nguyễn Anh Tuấn. Dạ, xin cảm ơn.